những hành động nhỏ sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn cho cuộc sống của bản thân, gia đình và những người xung quanh. Corporate Social Responsibility, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhận thức về phát triển bền vững là trọng tâm và là giá trị cốt lõi của Andrews. Chúng ta hãy cùng nhau hướng đến sự phát triển bền vững, cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu dấu chân carbon, hạn chế rác thải, tái sử dụng và tái chế, thu mua nguyên liệu an toàn, phát triển sản phẩm lành mạnh, sử dụng bao bì thân thiện, đẩy mạnh nông nghiệp bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, xây dựng mảng xanh, củng cố an toàn lao động, tập trung phát triển con người, xây dựng môi trường tích cực, chung tay hỗ trợ cộng đồng, tuân thủ cam kết công dân, giữ vững đạo đức kinh doanh, cam kết về trách nhiệm xã hội thực sự không quá phức tạp, xuất phát từ những hành động nhỏ thường ngày. Đây là hành trình dài hạn, cần được ý thức, nỗ lực và đóng góp của tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi, cho môi trường, cho cộng đồng và cho chính chúng ta, vì một tương lai tốt đẹp hơn. Một cuộc sống tròn vị.